Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị được thực hiện bởi Phuong Thom Voice Channel. Bài 22, Unit 22, A Mugging. 1. Từ vựng, ngữ vựng, vocabulary. 1.1. Từ vựng. Mugging, danh từ, vụ dọc, cướp giật. Widow, danh từ, người đàn bà quá bụa, quả phụ. Widower, danh từ, người đàn ông quá vợ. Youth, danh từ, thanh niên. Doorway, danh từ, ngưỡng cửa, hàng ba. Shoulder, danh từ, vai, bờ vai. Elderly, tính từ, già cả. Plastic, tính từ, bằng nhựa, bằng plastic. Except, giới từ, ngoại trừ. Snatch, động từ, giật, giằng giật. Throw, through, thrown, động từ, ném. Strike, struck, struck, động từ, đánh, đập, chém hay là đá. Pause, động từ, tạm ngừng. Protect, động từ, bảo vệ, che chở, bao che hay bên vực. 1.2. Ngữ vựng. Carrier bag, danh từ, túi ni lông xách tay, túi xốp. Fair hair, danh từ, tóc sáng, tóc bạch kim. Lighted sign, danh từ, bảng hiệu hộp đèn. Judo club, danh từ, câu lạc bộ võ thuật judo. Turn round, động từ, ngoái lại, quay lại, xoay mình lại. Hold, held, held somebody from behind, động từ, ôm, giữ ai từ phía sau. 2. Văn phạm, grammar. Trong phạm vi bài này, chúng ta có dịp thực hành lại hai thì quan trọng thường được sử dụng trong văn tường thuật hay kể chuyện, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Bên cạnh đó, hãy tập thực hành kể chuyện ngắn hay tường trình một sự việc với bố cục đơn giản theo trình tự tình tiết và thời gian. Trình tự tình tiết và thời gian là hai yếu tố rất quan trọng khi trình độ ngoại ngữ của ta chưa thật trôi chảy. Hai yếu tố này nhằm giúp người nghe dễ hiểu điều ta thể hiện hơn và giảm thiểu được sự lủng củng trong hành văn cũng như sự nhầm lẫn. 3. Ví dụ minh họa, illustrative examples. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn mở của câu chuyện về bà Riley sau. One night, Mrs. Riley, an elderly widow, was walking along a dark London street. She was carrying her handbag in one hand and a plastic carrier bag in the other. There was nobody else in the street except two youths. They were standing in the dark shop doorway. One of them was very tall with fair hair. The other was short and fat with a beard and mustache. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn miêu tả hành vi tấn công bất ngờ của hai thanh niên này vào bà Riley. The youths waited for a few moments and then ran quickly and quietly towards Mrs. Riley. The tall youth held her from behind, while the other youth tried to snatch her handbag. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn miêu tả hành động tự vệ của bà Riley trước sự tấn công của hai tên giật dọc sau. Suddenly, Mrs. Riley threw the tall youth over her shoulder. He crashed into the other youth, and they both landed on the ground. Without speaking, Mrs. Riley struck both of them on the head with her handbag and walked calmly away. 3.4. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn kết câu chuyện về bà Riley sau. The two surprised youths were still sitting on the ground when Mrs. Riley crossed the street towards a door with a lighted sign above it. Mrs. Riley paused, turned round, smiled at the youth, and walked into the Southwest London Judo Club. 4. Bài tập thực hành Exercises 4.1 Căn cứ vào 3.1, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. Who was walking along a dark London street one night? 2. What was she carrying in one hand? 3. What was she carrying in the other hand? 4. Who else were there in the street at that time? 5. Where were the two youths standing? 6. What was one of the youths like? 7. What about the other? 4.2 Căn cứ vào 3.2, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. How long did the youths wait? 2. How did they run towards Mrs. Riley then? 3. What did the tall youth do to Mrs. Riley? 4. What did the other youth try to do? 4.3 Căn cứ vào 3.3, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. To protect herself, what did Mrs. Riley do first? 2. What did the tall youth crash into? 3. What happened to the two youths then? 4. After the youths landed on the ground, what did Mrs. Riley do to them? 5. What did Mrs. Riley say to them? 6. After she struck the youths, what did Mrs. Riley do? 4.4 Căn cứ vào 3.4, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. How did the two youths feel when they were sitting on the ground? 2. What did Mrs. Riley do at that time? 3. What was there above the door that Mrs. Riley walked towards? 4. Right at the door, what did Mrs. Riley do? 5. After she smiled at the two youths, what did Mrs. Riley do? 4.5 Nào, bây giờ bạn hãy tập thuật lại một câu chuyện hay một sự việc nào đó đã từng xảy ra với chính bạn, dù vui hay buồn, dù may hay rủi, bằng tiếng Anh, bao gồm một lượng từ ngữ tương tự câu chuyện về bà Riley. Bạn có thể bắt đầu từ mạch văn sau. One summer day, when I was walking along a crowded street in Ho Chi Minh City,